Nhân mùa Du Lan báo hiếu Phật lịch 2567, lấy mục đích san sẻ những vất vả của người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chiều ngày 1 tháng 9, chư tăng Phật tử chùa Giác Tánh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã trở về tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, trao tặng hơn 300 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Phát biểu tại buổi trao quà, Thượng tọa Thích Giác Trí, viện chủ chùa Giác Tánh, cùng Đại đức Thích Trí Lực, trụ trì chùa Giác Tánh đã gửi lời động viên đến người dân và mong rằng những món quà tuy nhỏ nhưng sẽ là nguồn động lực để giúp bà con vượt khó vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống. Đã là người con Phật thì chăng cái mùa Vu Lan là cái mùa tri ân và báo ân. Thì cái mùa này là cái mùa để biết ơn. Thì với sự chỉ đạo của sư phụ viện chủ chùa Giác Tánh Thượng Từ Hạ Chí làm những hạnh nguyện trong mùa Vu Lan này, thì ngày 12 tháng 7 vừa qua thì chùa Giác Tánh cũng đã tổ chức mùa Vu Lan báo hiếu, thì cũng tặng 350 phần quà. Thì nơi tịnh thất Giác Trí này thì cũng bà con đây thì cũng trở về đây hôm nay là tặng 300 phần quà để chia sẻ những bà con khó khăn ở vùng sâu vùng xa này. Thì đó là một cái hạnh nguyện của người con Phật để đền ơn và báo ơn. Tại đây, chư tăng và Phật tử chùa Giác Tánh đã trao 330 phần quà, bao gồm 10 ký gạo, một phong bì tiền mặt, cùng đó là những lời thăm hỏi động viên các bà con, mong rằng những phần quà đã là nguồn động lực để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước phát triển cuộc sống. Ở đây thì đúng là thì dân cũng nghèo khổ mà nhận được quà rất mừng lắm. Tôi rất cảm ơn thầy Đại Đức Trí Lực. Tôi thay mặt dân địa phương ở đây thì cảm ơn chùa cũng tặng gạo với mì để vượt qua khó khăn trong cái mùa mưa bão này. Thì tôi cũng rất cảm ơn Mạnh Thường Quân, thầy, chùa rất là nhiều. Trong mùa Du Lan năm nay, một lần nữa, tinh thần cứu khổ ban vui của người con Phật, tình nhân ái nghĩa đồng bào lại lan tỏa mạnh mẽ, truyền thống đại đoàn kết toàn dân của dân tộc ta một lần nữa được nhân lên.